Chị phải bón phân đồng ở đây sống của mình. Trong cái này chắc nó đang cầm. Để trứng không? Thấy hoàn cảnh cái trứng cá. Thì chắc bữa anh sẽ về nhé. Nó là em. Em bé này được mấy tuổi rồi? Đây 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 đây
em đau á. Ôi đau thật á em ạ. Em không đau chứ? Em không đau á, em á. Đưa cho mẹ, mẹ bón ra. Có thổi à? Có thổi đi. Không biết thổi ra. Thank you.
ngon nhìn ngon đây hả ăn ngon ngon không giặt cầm giặt còn một cái nhá còn một người đây nhá ai ding 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 nào cầm đây chơi nhá ngoan ngoan thôi nhá ngoan nhá đấy rồi đây ngoan nhá ngồi ngoan nhá chơi nhá
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì thôi nhỉ. Đấy, có xong thì về nhá. Nhà đấy. Thank you.
cái này chỉ là tầm khoảng 50% đến 70%. Cái khu này năm ngoái nó trồng cái giống lúa cái gì ấy thì nó lại rất là tốt, thì gọi là tất cả nó hơn năm nay rất là nhiều. Cái này nó chính là nó đi sang bên này xem khu bên này. Giống này thì nó lại chín trước cái giống bên kia. Tức là cái khu này đang trồng thì nó không đồng loại giống, nên là nó không ảnh hưởng về cái sản lượng và chất lượng của nó. Cái loại này là bây giờ như cái này thì gần như là không đạt được. Cái khu này thì mình bón phân bì. Ở đây người dân đa số họ toàn bón phân chuồng, phân chuồng không phân phân chuồng phân bò này, bón phân chuồng phân bò tự nhiên đấy. Mình có thể bón kết hợp cả phân chuồng tự nhiên hay là phân xanh, thì phân xanh những cái cây cây xanh mình cũng xong. Cái này xong này. Đây cái khu này còn bỏ hoang đây này. Cái này là năm ngoái họ lấy cái giống này nó không đặt cái chuẩn thì nó theo nó chết hết này. Thế là trước cái khu này có cây không? Có, nhưng mà nó bây giờ nó như thế này chết hết ạ. Mạng này không đặt cái chuẩn. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, đúng rồi, mua cái mạng. Đây là cứ vì
chi tiết một chút để về kinh nghiệm lần sau bà con trồng lựa chọn cái em ạ, cái giống ấy rất là quan trọng. Đấy, phải giống nguồn gốc này, phải mua ở đâu này, không phải là lấy ở đâu trồng được. Bây giờ nhá, đây là mình còn may là khu này còn ra hạt đấy, nhiều khu người ta cũng đặt trên mạng để trồng, bây giờ chỉ có ra toàn lá thôi, không có hạt đâu. Nhà chị nó bỏ trồng ở đây có một mình đây được 2 năm. Thế chị có làm ruộng khu này không? Khu ruộng này. Chị ấy không có ruộng này. Không có ruộng. Gia đình cũng khó khăn đấy. Thế thì đi qua đấy nhỉ? Đi qua đấy xem chị thế nào, tiền tiền xin kín nước đi. Em đi vào. Lắng lại xem mình đấy. Đang làm vườn rau em? Anh thấy có cái gì tại bên này không trồng em? Này rau gì đấy? Này đang xem là rau cải nhỉ em? Này không cái này chắc là em thích trồng hơn đúng không? Thì mà làm tốt thì em có thể làm muối, cả cái này em thử làm muối nên để nước nó không bị ngập úng. Cả cái này em thử cái này, mưa thì nó bình tiết, đây là mưa cái khu này nó không bị ngập hết, cái này em để cái đánh cái nào không một tí thế nào quá mà anh lên nhà uống hết. Làm sao để ở đây ngoài ra em có nuôi gà nuôi lợn nuôi vịt không? Có, cười đắng à? Có này, cái này con này là hai chúng ăn qua được đâu? Cứng lắm, nhá, đứng dậy xem nào. Ở đây còn nuôi thêm vịt không? Ở đây coi như là mọi thứ là mình cũng cung cấp hết. Trồng rau được xong nuôi gà có để trứng không? Để được trứng chưa? Chưa. Để trứng thì mình biết có để trứng cho em bé ăn này. Con này chắc cũng để chín nhưng mà làm chuồng thế này thời tiết mùa này thì không đảm bảo. Ở trên mình đây mùa này ban ngày thì nắng, nhưng buổi tối thì nó hay lạnh, xe lạnh. Có thể chỉ lấy cái bạc hay cái lá cọ này che để chắn gió thì nó đỡ gió lùa buổi tối. Cái này gà to, nếu mà gà nhỏ thì nuôi như thế này thì chết hết. Ăn ngô cái này không Tâm ơi, sang anh bảo thân mình thân. Em ghi tên vào để kiếm lại, có cái chương trình dự án mà hỗ trợ ấy, thì dự án hỗ trợ về con giống vật nuôi ấy, chó ấy, thì mình có thể hỗ trợ thêm cho gia đình này nuôi thêm để nhân giống cái đàn này lên. Chị là tên gì ạ? Triệu Mùi Muội. Nhà chị này cũng ở đây mấy năm nhưng mà cuộc sống cũng khó khăn đấy. Này các anh có dự án gì mong các anh giúp đỡ không? Nói chung là những cái dự án không thể nuôi trước được, tuy nhiên thì anh sẽ lưu ý vấn đề này, nhưng mà có cái dự án hỗ trợ thì anh sẽ hỗ trợ hết mức có thể. Nếu mà có hỗ trợ ấy thì chắc chắn là phải qua tập huấn của anh sẽ trực tiếp xuống ấy, cùng với lại em mới xuống để trợ bị cả phòng bao giờ không? Cứ nuôi thế thôi. Thế thì cứ nuôi thế thì chắc cũng nuôi được. Mua nhiều mà, nhưng mà tiêm một phần. Em phải tiêm phòng vaccine đầy đủ, nó theo định kỳ nó mới sống được. Cái chuồng này đấy, em làm như thế này thì gà to này nó ở được, tuy nhiên thì nếu mà để gà bé thì em phải quây kín mà để mà khi buổi tối đây lạnh, gió không lùa. Dưới này có gà nhỏ không? Chắc là anh sẽ về nhé. Nếu mà có khó khăn gì ấy, thì em cần hỗ trợ giúp đỡ thì em có thể báo cáo với anh, sau đó liên hệ với anh. Anh thì hứa hỗ trợ về trồng trọt chăn nuôi. Xin các anh ở trên đấy xem là có hỗ trợ gì được cho chị. Còn nó mua một cái ô che nó lúc ra ngoài trời nắng, không phải thấy nó ốm lắm. Cảm ơn em chị nhé.
Đây về nhá. Chưa nhé. Ngon đấy, ngọt nha. Rồi mũ nhá. Con hư mà đánh nhá. Ừ, về đi, đi nào. Thank you.
Để cái chỗ lắm xa cuối. Ôi đừng có mới cho nhau. Hết rồi. Ra cân thiệt á. Em ấy chỉ gửi tiền. Ba cân. Nhưng mà cho xin tiền tôi nhá.
Ở nhà em ơi. Đó là gì đấy? Làm được nó là em. À, anh hôm nay anh có việc ở bên này, anh tiền anh sang đây cho anh qua. Mang ít đồ sang đây. Cho em bé. Anh có tí quà này, đang gì đấy? Có một chút quần áo, có quần áo. Cho em bé nhá. Có một tí sữa này, em bé muốn được sữa này chưa? Để đây nhá, để con này. Thì em bé uống nhá. Vâng, em cứ làm việc của em đi. Em một mình khác ở đây à? Vâng, một mình. Thế chồng em đâu? Em tự lấy thôi. Em cảm ơn thế. Em cứ ngồi, em cứ làm việc của em đi. Em ở đây một mình ổn chứ? Vâng, một mình cũng thấy quen rồi. Thế hàng ngày em hay làm những cái việc gì? Hàng ngày em hay làm gì? Đi lại kia, rau quả bán. Ôi em bé. Chắc tôi xuống dưới, tôi xuống dưới chơi. Em bé này được mấy tuổi rồi? Em bé này sắp được 1 tuổi. Sắp được 1 tuổi. Chắc đói hay sao? Chắc buồn ngủ. Em bé buồn ngủ rồi. À. Bác nhà này hôm nào mới làm à? Bác nhà mới làm nhỉ? Vừa làm chưa? Thì làm được bác à? Nghèo lắm. Thật sự rồi. Chắc nó buồn ngủ, em rồi nó ngủ đi. Buồn em. Thôi chắc cũng muộn rồi, chắc anh cũng xin phép anh về. Anh làm cơm đã. Em cứ nấu xong ăn nhé, anh cũng có việc ấy. Ở đây có một chút mì tôm với lại có tí quần áo sửa cho em về. Cảm ơn. Hôm nào anh về, hôm nào có thời gian anh ghé qua thăm xong. Em về nhé. Thôi anh về nhé. Thank you.
mà làm tốt thì em có thể làm luống lên cà phê này này, em thể làm luống nên để nước nó không bị ngập úng cà phê này này. Em để như này nếu mà mưa thì nó sẽ bị chết. Đây là nếu mà mưa thì cái cô này nó sẽ bị ngập hết. Thì cô này em để cái này nhé, em đào thêm một tí cho đất lên cao một chút. Em ngoan nhá. À, ngồi ngoan nhá. Đi làm nhá. Dì cà phê nó nghe cà phê ấy. Nó. Nó đặt đi tận. Ờ. Nghe nó cà phê ăn sao?
mà chị và em bé à? Cáp giả. Cô chị ăn tàu em đến cáp giả thì thấy tỏa quá à? Ừ, đến cáp giả bà thì rất là giỏi đấy. Tại em thấy tỏ quá em nhá. Đi chăm tàu nhé, cáp tàu giả là. Cáp tàu hóa thì không nhận, không nhận quá. Đi nhá, ở đây với chị nhá. Ăn cái này đi. Ừ, ớt quả. Cứ quả này. Cô hát ra một đứa. Có em như vậy đấy. Nhiều chưa? Bóp đi. Đi phát tinh thần dân và nhớ tối này đừng có gì trộm nữa đó để không ngon rồi. Mẹ đi kiếm gói tiền à? Ờ đi gói tiền à, cho con đi phơi nắng à. Em nè. Cắt đi mỏ. À đi à. Thả đi kia. Nó quá nhỉ. Quá. Đấy. Em mở ra. Thế thả làm bồi sẽ kia tao tại kia lục ra ngồi với tao rồi kia. Cô còn sợ nhà mẹ cắt. Cứ bố tao thả lưu đà. Chị nhá. Chị à. Em để em chị nhá. Ok, đưa ra lại. Ăn mà này đi, đi tao mình cứ tao đi làm sao mình đặt nữa.
น่าจะตื้อน่าแจ้งจะตื้อนั่นเออจะหาใหม่แล้วน้องฟ้าออกน้องฟ้าเป็นยังบุ้งยายจะหมดไปเลยพ่อจะบ้านจะยุ่งยายผมวันเตะนี่สิสบายเอ้ยอ่านในฟุ้นเอามาในตู้สบายจริงก็เอ็มอ่ะแล้วจริงง่าอ่ะแล้วจริงง่าจริงสบายอ่ะสบายบ่สบายจริงก็จริงก็เอ็มง่าเดี๋ยวก็แบบเอ็มเป็นยังไงง่ายง่ายจริงจังไหดีมากดีไงดีไงดีไงเป็นถุงเสื้อนุ่มนี้จะใส่ช่างเข้าเลยไม่สาดเลยเลยนะพอเรียกว่าใส่มือห้ามือห้ามือห้ามือยาวได้กว่าน้องคือไหนบ้านได้เตรียมไปเที่ยวก็ไก่ถาวรนี่ดูสิเก๋คุณบอสThank you.
Thank you.
Có ăn được đâu, ăn ăn không, em mày cho nhá, gọi cho con nhá. Cho mày gọi đó. Nào, được rồi, nào, ngon. Cũng cuốn được mình. Mày nhớ có nước không? Thank you.
cô về bán hết. Ơi. Xem nào. Cho cho mày đấy lấy ra cho con chơi nhá. Cái này kêu đấy nhỉ. Kêu thế nào nhỉ? Có thiêu. Chụp bé à. Chụp bé đấy. Đấy, chụp cái gì đấy. Mọi người xem đi. Có thích thế nào? Đó. Có thích đâu, ôi con cầm thì nó không đi được đâu, nó đi nhá, nó đi đấy, đấy có cầm thì nó không đi được rồi, bỏ xuống đây à, bỏ xuống đây cho nó đi nhá, à. Ôi không lại thì hỏng đấy, đi xa thế, cho đây, cho nó xuống đây nhá, cho nó đi nhá, thả cho nó đi nhá. Tôi chưa nè, tôi không đi nhà, mà xem nào.
Ở nhà em ơi. À em bé khác ở trên này à? Thôi không lấy nữa đây em ạ. Ừ, anh hôm nay anh ngủ xong rồi mày được không lấy đâu, không lấy đâu. Anh ngồi đây chơi tí xong rồi anh về tiện, anh có việc qua đây, anh ghé qua đây thôi. Qua đây xem em một tí thôi nhờ. Nhờ. Tạm biệt. Ờ về đây. Dòng này em mới trông à? Vâng. Ở đây mẹ bị à? Em này không. Ăn nhớ đi. Vâng. Cái này xin lỗi, cái này là ngoài em có trông à? Năm ngoài có trông. Cái rau cải kia nó anh đến nó có đại ký. Này em cho con gì? Trông được 2, 3, 4 lần. Mới nữa em làm thêm đúng cái nào được? Lấy mấy con cây bể bể thì trồng. Đấy, xong rồi. Xong rồi. Thank you.